Rồi nhân dịp Shopland hôm nay có đủ các cái loại kem đánh răng và bàn chải đánh răng cho bé ở mọi lứa tuổi luôn. Cho nên là mẹ Dương sẽ quay clip những cái sản phẩm này sơ cho các mẹ xem nha. Đầu tiên á, là về kem đánh răng trước đi ha. Kem đánh răng á, thì hiện tại Dương đang có 3 loại như thế này là của Nút. Của Nút là từ 3 đến 36 tháng, là cái này là không có floor ha. Bé không có floor, hoàn toàn không có floor. Và cái của cây mâm, cái này là non floor là hoàn toàn không có floor luôn, là cho bé cũng là khoảng từ, nói chung là những bé mà từ bắt đầu từ 6 tháng trở lên là có thể sử dụng được cái này ha. Rồi tiếp theo là cái cây mâm này là ít floor. Thì tại sao các mẹ lưu ý là hãng người ta đã dưới sự kiểm duyệt của bộ của y tế rồi, của sở công thương này nọ, nói chung là của ở bên ngoài đó, thì người ta đã có giấy chứng nhận là những cái nồng độ của floor là nó hoàn toàn an toàn cho em bé, mà nó có lỡ nuốt thì cũng chả sao. Bởi vì thường em bé mà ngay cả dưới 6 tuổi hầu hết là bé chảy răng đều có đều nuốt kem đánh răng hết, và nó hoàn toàn không sao, không ảnh hưởng gì hết. Và các mẹ lưu ý là khi bé từ 2 tuổi, Dương coi cho một cái lời khuyên chính xác nhất là các mẹ nên sử dụng loại kem đánh răng ít floor ha. Mà những cái hãng nổi tiếng và những cái hãng mà nói chung là chính hãng dành cho bé nha, chứ mình đừng có sử dụng tùm lum hết. Thì những cái này, những cái hãng đó người ta có cái nồng độ an toàn cho bé sử dụng được. Bởi vì bắt đầu từ 2 tuổi thì bé của mình nó ăn nhiều, nó bắt đầu ăn nhiều và nó chuyển qua ăn vặt nữa, ăn vặt, ăn đồ ngọt ha, ăn kẹo đó. Thì cái giai đoạn đó là mình bắt đầu sử dụng cái độ floor, có một chút floor để làm gì? Thứ nhất là có floor nó sẽ sạch răng hơn, nó hạn chế sâu răng tốt hơn nha. Cho nên là các mẹ nên cho bé sử dụng cái loại ít floor bắt đầu từ 2 tuổi. Còn mẹ nào mà mình còn hơi sợ thì mình có thể sử dụng không floor cũng được, nhưng mà tốt nhất thì Dương cũng có một cái lời khuyên đó là nên sử dụng ít floor nha. Rồi tiếp tới là bàn chải đánh răng. Thì ở đây á, Dương có rất là nhiều loại. Bắt đầu từ 3 tháng, bắt đầu từ 3 tháng là mình đã tập cho bé một cái thói quen chải răng hàng ngày rồi. Mà 3 tháng chải răng sao, nó không có răng sao chải. Đơn giản thôi, đây là hãng Rachel, họ có một cái bước chải răng đầu tiên dành cho bé. Nó giống, nó là một cái gặm nú thôi ha. Cái này nó là cái gặm nú thôi, nhưng mình nó có cái cấu trúc là có cái nhô lên ở chỗ này, thiết kế như là massage nú, massage lưỡi ha. Thì cái này mình có thể sử dụng cho bé từ 3 tháng, và mình tập thói quen là mình chỉ sử dụng cái này vào lúc sáng và tối ha, như trước khi đi ngủ, giống như kiểu như mình đánh răng vậy đó, nhưng mà mình sẽ cho bé sử dụng cái này ha. Nó rất là an toàn, nó giống như cái đồ gặm nú, không hề gây đau gì hết. Cái này là massage, nó giống như gặm nú vậy đó nha. Rồi bắt đầu từ 6 tháng thì mình sẽ có loại của Ubas hoặc là Nút. Hiện tại Dương đang có hai loại này. Thì các mẹ thấy không? Các mẹ thấy cái này không? Cái khiên ha, cái này gọi là cái khiên. Thì nhiều mẹ cảm thấy lạ và có nhiều mẹ nhận cái sản phẩm này không biết sử dụng như thế nào. Thì rất là đơn giản, cái loại khiên này nó sẽ gắn trực tiếp vào vào cái chỗ này của bàn chải nè. Của Nút thì nó sẽ gắn ở cái phần xăm này nè. Đó, để làm gì? Bởi vì những bé bắt đầu từ 6 tháng á, nó có thể tự chủ cầm bàn chải cho nó được ha. Nó tự chủ, nó cầm bàn chải để nó chải răng được. Thì các mẹ có thể, các mẹ cho bàn chải vào cái khiên này nè. Để làm gì? Để khi mà bé nó chải răng, nó tới cái khiên này nè, là nó sẽ ngăn lại, nó không cho bé chọt sâu bàn chải vào trong cổ họng. Đó, thấy hay không? Hãng người ta thiết kế rất là thông minh luôn ha, và an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. Thì bắt đầu từ 6 tháng thì Dương nên khuyên các mẹ là chuyển qua loại này, loại có tay cầm và nó dài như vậy, nó thiết kế hình thù của một cái bàn chải đánh răng thực thụ để cho bé nó làm quen. Thì cái này, cái đầu chải của nó là bằng silicone chứ không phải là bằng cọ ha, bởi vì 6 tháng bé cũng chưa mọc răng gì nhiều, cho nên là người ta vẫn hướng tới là massage nú và lưỡi lợi này nọ đó. Thì mình sẽ sử dụng, nó vẫn cái đầu mềm của nó vẫn là silicone ha. Rồi bắt đầu từ 12 tháng thì với những bé nào mà chưa có răng nhiều hoặc là chưa mọc răng gì đó, vì tùy tùy bé mà, đâu phải bé nào nó cũng mọc hết răng. Thì nếu như mà nó chưa có răng nhiều thì mình vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái này. Còn bé nào mà khoảng chừng 6 cái răng trở lên rồi á, thì Du khuyên các mẹ mình bắt đầu mình chuyển qua cái loại có bàn chải. Có bàn chải bởi vì nó sẽ chà cái răng cho bé nó hiệu quả hơn, nó sạch hơn ha. Thì qua cái giai đoạn đó, hiện tại thì Dương đang có của cây mâm. Của cây mâm là
bước 1 và bước 2 ha, thì cũng rất là an toàn cho em bé luôn. Cái những cái thiết kế như thế này, nói chung là những bé mà từ nhỏ nó đã được các mẹ, bố mẹ tập cho cái việc chải răng á, thì khi mà qua giai đoạn mà sử dụng cái lông bàn chải như thế này, nó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Và có nhiều mẹ nó không biết là làm sao mà cho bé mình chải răng, bởi vì mình mua về cái nó cứ đẩy ra không à. Rồi nó là một thói quen, nó một thói quen được hình thành từ nhỏ luôn. Như là hãng Ritual người ta đã thiết kế từ 3 tháng, có nghĩa là sao, bắt đầu từ 3 tháng năm mình đã tập cho bé một cái thói quen chải răng rồi ha. Đó thì các mẹ thấy với lại á, khi mà chải răng á, các mẹ làm cho cái khoảng thời gian mà vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, vệ sinh răng miệng nó thật là vui tươi. Ba và mẹ cùng vào để chải răng với bé luôn, mình đồng hành với bé luôn, và mình làm gương cho con mình, có nghĩa là sáng nè phải chải răng sạch sẽ thơm tho nè, xong rồi bước ra nhà tắm với một trạng thái rất là vui tươi, thì bé nó sẽ thấy như vậy là nó sẽ làm gương theo, thì nó sẽ cảm thấy việc chải răng rất là vui nè. Sau khi chải răng, người mình sẽ rất sạch sẽ thơm tho, và ba mẹ cũng muốn hôn mình luôn đó ha.